Chào anh em đang xem kênh miền Tây Solar ha. Bữa nay là chiều ngày thứ hai, ngày 31 tháng 7 2023. Còn có vài giờ đồng hồ nữa là qua tháng 8 tháng mới rồi anh em. Chúc anh em có một tháng mới làm ăn suôn sẻ, đạt được nhiều cái thành công, nhiều cái thắng lợi nha. Thì trước mặt anh em là mình đang review cho anh em xem lại cái bộ năng lượng mặt trời độc lập mà mình sử dụng, không phải mình sử dụng mà mình bán nhiều nhất ở trên kênh mình. Và mình review lại cũng như là mình trả lời một số câu hỏi mà anh em đặt ra trong khi mà mua cái hệ năng lượng này. Hy vọng là sau này anh em mua thì sẽ tự tin hơn, sẽ hiểu rõ hơn và sẽ gọi như là nắm vững cái kỹ thuật hơn. Thì trước mắt anh em là tấm pin 200W áp cao. Ở đây mình dùng 2 tấm. Thì mình đang test con Power 3.2. Con Power 3.2 thì cần 2 tấm này là chạy rồi. Anh em có thể lắp tới 15 tấm này cho con Power 3.2 cũng được nữa, mà tối thiểu là 2 tấm, tối đa là 15 tấm vậy nha. Mình đang mắc nối tiếp 2 tấm này và đi xuống cái sợi dây điện này. Đó, thì tấm áp cao thì trước giờ mình bán nhiều rồi, anh em cũng biết á, 1.600.000 tấm cộng phí ship 60.000. Anh em nào đến nhà chở thì nó là 1.600.000, còn khi mà mình chở đi giao thì anh em tốn phí ship là 60.000 nữa nha. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, nói về con bố vơ này thì khi anh em mua thì anh em nào cũng hỏi một câu y như nhau thôi, là con bố vơ 3.2 này tại sao nó rẻ vậy. Thì mình nhắc lại ha, con này đáng lý ra là 7 triệu mấy á, 7 triệu mốt, 7 triệu 2 đó, bảo hành 1 năm, nhưng mà mình chọn phương án bán không bảo hành. Mình bán cho anh em giá chỉ có 5 triệu 2 thôi, 5 triệu 2 không có bảo hành. Đó, thì nói tới đó thì anh em thấy trên tiêu đề mình hay để cái chữ thanh lý. Thanh lý Power 3.2 mà người hỏi cũ hay mới mà thanh lý. Thì con này là con mới 100% cắt chỉ từ từ trong thùng ra. Ha, mới 100% cắt chỉ từ thùng ra. Đó, và công ty phát hành nó lại công ty mà anh em có thể nhắn tin cho mình nói công ty cho anh em nghe. Và mình có thể cho số điện thoại cho công ty đó cho anh em tham khảo luôn cũng được nữa. Đó, thì đây là con bố 3.2, giá bán thị trường là 7 triệu mấy, bảo hành 1 năm. Còn em đây em bán cho anh em với dạng là mới 100% nhưng mà em không có bảo hành. Mà không bảo hành thì em dùng cái từ thanh lý. Thanh lý có nghĩa là không bảo hành. Đó, thì em bán cho anh em với giá là 5 triệu 2 thôi, anh em được lời 2 triệu bạc. 2 triệu này lỡ như sau này có hư hao gì thì anh em lấy 2 triệu ra anh em sửa, vẫn còn lời chán. Nhiều khi xài 2-3 năm mà chẳng thấy hư đâu hết, vậy thì anh em lời được 2 triệu đó. Đó là câu hỏi thứ nhất ha, tại sao em bán con này rất là rẻ, rẻ đến mức mà anh em không có ngờ, tưởng là em bán hàng giả luôn. Thì bây giờ nè, mình tại sao mình nói nó rẻ. Ví dụ như con kích đi, con kích Sure 3kW ha, con kích Sure 3kW bây giờ anh em lên mạng anh em mua cũng là khoảng là 4 triệu 2 rồi. Vậy thì anh em thêm 1 triệu nữa anh em mua con này. Ha, cái con kích 3kg đó với lại con này á, thì cái vấn đề kích của nó bằng nhau, là vẫn là 3kg giống con này. Đó, vấn đề kích nó bằng nhau nhưng mà con này nó còn hơn cái con kích ở chỗ là nó có sạc MPPT 80A nè. Cái sạc MPPT 80A này anh em ra thị trường mua bèo lắm cũng là 2 triệu rưỡi. Đó, hồi nãy là 4 triệu 2 phải không, với 2 triệu rưỡi nữa là hết 5 triệu mấy rồi, 5 triệu 7 rồi. Đúng chưa nè? Đó, MPPT sạc nè, thấy không? 5 triệu 7 rồi. Cái mạch bù lưới với mạch nối lưới nè. Đó, cũng là 1 triệu rưỡi nữa rồi, thì anh em thấy là giá bán ra 7 triệu mấy là đúng rồi, phải không nè. Đấy, nhưng mà mình ở đây á là mình bán nguyên con này luôn mà chỉ có 5 triệu 2 thôi, mắc hơn con kích 3kg chỉ có 1 triệu thôi. Đó, vậy thì ta mua con này ta xài, chứ ta mua con kích thì nó chỉ có một chức năng thôi, còn trong đây nó có 3 chức năng trong đây. Đó, anh em hiểu rõ không nè. Đó, nhiều khi mình bán rẻ mà anh em tưởng là mình bán hàng giả hay là bán hàng tào lao gì đó, rẻ đến mức mà tưởng nó là bán hàng giả luôn. Đấy, thì mình nhắc lại con này mọi người còn hỏi cái câu nữa là không bảo hành kiểu đó, vậy là đem về cắm nó chạy không? Mình đảm bảo với anh em khi nhận hàng anh em cắm vào đem về xài chắc chắn nó chạy, giống như mình đang chạy nè. Tại sao vậy? Ở đây mình đã test đầy đủ hết rồi, test ok hết rồi mình mới gửi, chắc chắn nó chạy. Còn nó chạy ví dụ như 6 tháng hay là 1 năm sau hay là 2-3 năm sau nó hư thì mình không biết, hoặc là nhiều khi 10 năm sau nó vẫn chưa hư thì cái đó mình không biết. Đó, mình bán là anh em về chắc chắn gắm vô là nó chạy, còn gắm vô nó không chạy cứ liên hệ mình đổi con khác. Đó, không bảo hành có nghĩa là chạy khoảng 5-3 tháng mình mới không bảo hành, chứ còn mà đem về cắm vô chúng ta không chạy thì chúng ta phải đổi chứ đâu có vấn đề gì, phải không? Đây nè. Rồi, câu hỏi thứ tiếp theo nữa là mọi người vừa hỏi mà mọi người vừa đố em là bây giờ là cái con này anh Thắng dám là đem mấy cái vật dụng điện nặng anh em cắm vô hay không. Rồi có anh nói giờ cắm mua tư một ngựa vô cho xem. Thì ở đây là hôm bữa mình rửa rồi á, mình có cắm cái ống siêu tốc, nhưng mà bữa nay mình không muốn cắm ống siêu tốc nữa, tại vì bây giờ điện chiều nó không có điện mặt trời, là mình cắm vô chơi thôi chứ không có điện mặt trời. Mình định là lấy 3kW pin trên nóc nhà của mình á để đưa vô con này để chạy mô tơ, để chạy ống siêu tốc mà chạy dạng không có điện lưới cho anh em xem. Nhưng mà ngày nay không có nắng mọi người,
cơn bão số 2, số 3 đó nó không có nắng. Và bây giờ thì cũng tối rồi, mà không phải giờ không mà là nguyên ngày nay nó không nắng. Cho nên mình làm chuyện đó không được, để bữa khác là làm. Nhưng mà bữa rồi mình có làm rồi một lần nha. Mình dùng con Saco 2.7 nè. Con này nè. Con này đang test để gửi cho ông bạn nè. Đấy, con Saco 2.7 này mình đã dùng 3.2 pin mặt trời của mình chạy con Saco này kéo những cái vật dụng nặng cho anh em coi rồi. Không cần điện lưới gì hết ha. Đấy. Còn bây giờ thì điện mặt trời ít quá cho nên mình không có cắm ống siêu tốc, mà mình cắm nhẹ một cái mua tưa một ngựa thôi, mua tưa ngựa. Thì như nãy giờ anh em cũng nghe cái tiếng nước đó phải không? Mình cắm nãy giờ chắc cỡ 1 tiếng đồng hồ rồi. À, mình test mua tưa ngựa này là mình phục vụ cho mấy anh em mà gắn con này tưới cây, rồi gắn con này chạy bơm hồ cá, rồi bơm gì thì tùm lum bơm ở trong nhà mình đó. Đó. Thì bây giờ nè, điện đầu ra của nó nè. Mình cho kết nối cộng dây màu vàng này. Đó, mình cho mua tưa một ngựa nó chạy. Đó, để mọi người nói sao không cắm mua tưa rồi vô test này kia. Em cắm bình thường không có sao á, nhưng mà tại vì nhiều khi thời gian nó không có thôi. Đây đó, mua tưa một ngựa trong đây nè. Đó, mua tưa tưới cây của em nè. Hiện tại thì nãy nó chạy nửa tiếng đồng hồ, giờ nó cũng lên láng nước rồi. Đấy. Nhưng mà cái vòi này thì mọi người thấy nó nước không có nhiều, tại vì nó ra quá nhiều vòi nhỏ đằng kia. Đây. Đây nó chạy nãy giờ như cái biển ấy. Đấy. Đó, em cho nó chạy con bower nãy giờ đó. Đó. Thì đúng là nó mạnh lắm nha, chứ không phải nó yếu vậy đâu. Tại vì nó có mấy cái vòi nhỏ nè. Nè, 20 cái vòi nhỏ nó chạy đằng đây nè. Cho nên nó chia nước ra. Đây là cái vòi nhỏ, anh em thấy nó phun phun không? Đó, và ở trong cái đám cây đó đều em đều cắm những cái vòi nhỏ hết. Khoảng 20 vòi á. Đàn kia nó xịt kìa. Đó, nó xịt. Đấy. Cho nên cái vòi bự này ra ít nước, chứ mua tôi một ngựa thường nó cũng phun dữ lắm nè. Đấy, thấy không? Và nó hoạt động bình thường thôi, đâu có vấn đề gì. Đấy. Hiển nhiên là phải có bù lưới nha, chứ giờ này hai tấm pin này đâu có kéo nổi mua tưa đâu. Thấy không? Phải có bù lưới thôi. Bây giờ thì nó ăn cái inverter của chúng ta là bao nhiêu volt, bao nhiêu watt đây. Inverter đang bị cái tấm pin ăn ở cái mua tưa nó ăn là 657 watt nè. 657 watt. Và nó đang hoạt động là 20% công suất của nó. Đây nó có để ha, 20% công suất của nó. Đó thì nó ăn 600 mấy watt mà mới có 20% thôi. Con này chạy 3.2 kg là bình thường, không có vấn đề gì cả. Đấy, nhưng mà nó lên 3.2 kg thì mọi người cắm cái vật dùng điện nhỏ vào, chứ đừng có chơi cái motor hai ngựa vào là nó sẽ dòng khởi động nó cao quá thì có thể gây tắt inverter ha. Đó. Đó là câu hỏi một câu hỏi nữa ha, vấn đề mà gắn motor lớn đầu vô thì đây mình gắn thôi, đâu có gì đâu. Bình thường thôi. Đấy. Thì con motor này á là dòng khởi động của nó là nó lên tới 1.2 kg nha. Nhưng mà khi nó chạy là nó xuống khoảng 650-700. Đấy. Rồi câu hỏi thứ ba nữa là mới nhắn hồi sáng này, anh kia anh nói là không phải anh nói mà anh chụp hình. Anh chụp hình cái con này là cũng giống giống vậy mà ở trên Shopee á anh em. Trên Shopee á, Shopee nó bán hình như là 5 triệu 7, 5 triệu 8 gì đó. À, bảo hành 3 tháng. Anh có chụp cái vấn đề bảo hành cho mình xem là hình như 5 triệu 7, 5 triệu 8 gì đó, bảo hành 3 tháng. Thì ảnh mới hỏi mình đó là mua bảo hành 3 tháng vậy có phải là ngon hơn mua 5 triệu 2 mà không được bảo hành hay không. Thì câu trả lời của mình đó là mình cũng không biết trả lời làm sao nữa. Cái này là do nhận định của anh em thôi. Bây giờ mua trên đó có ai hướng dẫn anh em cài đặt không? Rồi có ai hướng dẫn anh em đấu nối không? Rồi chưa tới tính tới cái vấn đề bị lỗi đi, anh em gọi điện cho ai, người ta có bắt máy hay không? Đó, cái này là em nói sơ sơ thôi, em không có muốn nói nhanh tại nó nói nặng, nó mạnh tại vì ở đây là nói hay đụng chạm những anh em buôn bán khác. Ví dụ như vừa rồi đây, cách đây tiếng đồng hồ này, có chú kia mua một cái MVPT sạc ở trên Shopee và cuối cùng là chú đâu có mua hàng của mình đâu. Chú không có mua hàng của mình, nhưng mà chú gọi mình từ hồi sáng giờ chắc khoảng 8-9 cuộc. Một cái điều khiển sạc khá là lớn, chú mua 3.1 triệu cái điều khiển sạc 80A mọi người. Cái hãng thì mình xin giấu tên, mình không nói được ha. Đó, 80A điều khiển sạc khá là lớn luôn, mà mua 3 triệu mấy luôn á, MVPT nha. Cuối cùng là hồi sáng giờ chú gọi mình chắc khoảng 8-9 cuộc rồi đó, nhờ mình đấu dây giùm nè. Đầu tiên là đấu dây giùm, sau đó là cài đặt giùm, sau đó là khảo sát coi nó vận hành đúng chưa, có nó vận hành vậy là đạt kỹ thuật chưa. Mình thì không có mua cái con đó của mình, nhưng mà mình phải tư vấn, tại vì ở trên mạng thì mình cũng hứa mình tư vấn cho mọi người rồi, với lại thấy chú đó cũng rất là tội nghiệp. Mua hàng mà bây giờ gọi lại ở trên Shopee người ta đâu có nghe đâu. Đấy, thì mình nói sơ vậy chắc mọi người hiểu rồi, có nghĩa là nó còn tùy thuộc vào rất là nhiều thứ. Bởi vậy sáng anh kia anh đặt câu hỏi mình là bây giờ con này nó bán nè 5.7 triệu nè, mà bảo hành đến 3 tháng phải ngon hơn mình đang bán 5.2 triệu mà không bảo hành tháng nào không? Đó thì mình nói cho anh em vậy đó.
Ở đây anh em mua không biết lắp mình chỉ lắp, có lỗi gì mình xử lý, thấy không? Kỹ thuật như thế nào, điều chỉnh từ số 1 tới số 30 như thế nào mình có thể hỗ trợ anh em. Còn ở trên đó anh em mua thì sao? Đó, thì cái này mình không có ý chăm chọc vô ai hết, nhưng mà tại vì anh em so sánh giá cả cho nên là mình buộc phải nói lên cái vấn đề này ha. Đó là câu hỏi thứ ba. Những câu hỏi tiếp theo là anh em hỏi xung quanh về cấu hình. Về cấu hình con này thì mình nhắc lại, đây là mình bán cho cái công ty ở ngoài Sài Gòn á. Và với cái con này mà nó đạt cái cấu hình như thế này mà tầm giá vậy thì đúng là đáng đồng tiền bát gạo. Mình đọc cho anh em nghe nhé. Đầu tiên á là nó là con 3,2 kg, kích đầu ra 3000. MPPT sạc của nó là 80A, nó lắp được 3 kW pin và điện tấm pin nó là từ 55 tới 450V nha. Dùng hệ EQ là hệ 24. Đó, cái cấu hình mà đọc lướt qua vậy thì mọi người sẽ nghĩ là 7-8 triệu gì đó, chứ còn 5 triệu mấy là kể như là không tưởng, đúng không? Nhưng mà thực tế là em bán con này 5 triệu mấy thật đó. Còn cái vấn đề mà anh em hỏi là nó bây giờ lỡ như anh bán thanh lý không bảo hành mà bây giờ nó hư thì làm sao? Thì nó hư thì cũng không có gì. Thứ nhất, nếu chúng ta muốn bảo hành, muốn mà sửa chữa chính hãng thì mình sẽ cho số điện thoại anh em cái chỗ mà phân phối này luôn nè, anh em gửi về đó, người ta sửa thay mạch gì người ta lấy tiền, đó là sửa chính hãng luôn. Còn anh em muốn sửa chợ trời, sửa mấy cái tiệm quán thì mình cũng chỉ cho anh em một vài tiệm ở Sài Gòn, anh em gửi về đó anh em sửa chữa, chứ không có sợ hư rồi bỏ, hư rồi quăng nha. 5 triệu mấy làm sao quăng được. Đấy, có thể gửi về bảo hành đó, sửa chữa chính hãng luôn, hư mạch gì thay mạch đó. Ồ, mọi người hiểu không nè, chứ không phải là đem con bỏ chợ bán rồi quăng luôn. Anh em hư cứ gọi mình cung cấp địa chỉ cho anh em gửi lên đó. Hư mạch A, sửa mạch A tốn 300.000, trả 300.000. Tốn 500.000, trả 500.000. Đó, chứ anh em đừng có sợ mà sửa một lần là tốn 3-4 triệu không có đâu. Mình thấy là sửa thường là tốn vài trăm thôi. Đó, thì 500 trở lại là thấy cũng nhiều lắm rồi. Đấy. Thì đó là xung quanh về những cái con inverter như là giá rẻ như là nè. Bower 3,2 kg nè. Đó, giá bán ra 5,2 triệu. Ở bên đây có một con cũng đang rất là hot, anh em mua cũng rất là nhiều nè, là con Saco 2,7 kg, giá bán ra là cái con này mình không báo giá được nha, mình chỉ nói là 5x. Thì hôm bữa mình có nói là giá 5x, mọi người tưởng 5 triệu không phải nha. 5x có nghĩa là 5 triệu mấy á, mà mình không có báo được nha. Mình không báo được nha, chứ không phải là 5x là 5 triệu nha mọi người. Đấy, mọi người nói em báo trên video 5 triệu không có nha, em chỉ báo 5x thôi. Đấy, và còn bao nhiêu thì anh em sẽ hỏi mình riêng nha, chứ cái này mình báo lên là nhiều anh em sẽ không có đồng ý. Đó, thì sơ lược về cái hệ mà anh em hay mua nhiều nhất. Cái hệ này nó được cái là sao? Thứ nhất là rẻ. Thứ hai nữa là mua gắn đâu cũng được. Này, ghe nè, chòi nè, rồi mấy cái diện tích nhỏ nhỏ như là nóc nhà tắm nhỏ nhỏ thôi là cũng gắn được cái hệ này nữa, chứ không cần là một cái diện tích lớn, phải không? Anh em có những cái chỗ nào nhỏ nhỏ thôi anh em cũng gắn mấy cái tấm pin này lên được. 2 tấm áp cao là nó chạy rồi, tối đa là đến 10 tấm luôn. Và rất là rẻ tiền nha. Bây giờ mình cộng tiền nha. 5,2 triệu nè. Luôn vận chuyển luôn là cái 2 cái tấm này là 3,3 triệu 20 ngàn nè. Giờ cho nó 3,3 triệu đi với 5,2 triệu là 8,5 triệu nè. 2 tấm này với con đó 8,5 triệu nè, là chạy ok nè. Ha. Còn ắc quy về nhà chúng ta tự ta sắm sửa sau đó, lớn nhỏ là tùy chúng ta thôi. Đó là chúng ta gắn vô chúng ta chạy thôi. Đấy, còn vấn đề bù lưới khi nào, như mình đang gắn điện lưới nè, tại sao mình gắn điện lưới? Nãy giờ mình có gắn điện lưới vô nè, tại sao thế? Tại vì 2 tấm pin này và 2 cái ắc quy này đâu có nuôi nổi cái motor 1 ngựa đó trong khoảng thời gian mấy tiếng đồng hồ như nãy giờ đâu. Cho nên mình buộc phải gắn điện lưới. Còn anh em dùng một cái vật dùng điện nhỏ hoặc là mọi người dùng nhiều tấm pin lên thì có thể không cần điện lưới luôn. Đó. Và bữa nào mình cũng sẽ làm lại vấn đề đó. Có nghĩa là khi mà ta dùng nhiều tấm pin thì chúng ta chạy những cái vật thoải mái, không có cần điện lưới chút nào. Giống như hôm bữa mình làm con 2,7 kg rồi đó, làm cho anh Hoàng ở Kiên Giang coi đó, là khi ta đủ pin mặt trời thì kéo cái điện dây màu vàng này cắm vô motor cũng được, hay là cắm vô vật dụng nặng điện khác chạy ok hết khi mà đủ tấm pin mặt trời nha. Đó, thì đó là sơ lược về những câu hỏi anh em hay hỏi mình về con Bower 3,2 kg này. Mình chốt lại là con này là mới 100% chuẩn chỉ đàng hoàng, tất cả các chức năng ok ha, tất cả cổng này là ok hết và test ok. Như quạt đang chạy nè, anh em thấy quạt đang chạy mà nó êm ghê không? Cái tiếng quạt nó rất là êm nha mọi người, không có ồn nha. Quạt, hai quạt đang chạy nè. Cái này là quạt đang chạy, lý do là tại vì motor này có hơi nặng cho nên là cái quạt này nó phải chạy thôi, còn vật dùng điện mà nhẹ thì nó không chạy. Đó, hai quạt đang chạy nè mà nó êm ghê không? Đó, thì chuẩn chỉ tất cả luôn. Mình bán cho anh em vì không bảo hành cho nên mình ghi cái chữ là thanh lý,
Đó, thanh lý có nghĩa là chúng ta không bảo hành. Đó, nhưng mà mới 100% trong thùng khui ra ha. Và tất cả kỹ thuật về nó là đều ok hết. Về nhà không đấu nói thì mình hướng dẫn, hoặc là không biết cài đặt thì mình có thể hướng dẫn cho anh em. Đó, còn vấn đề mà sau này lỡ có hư thật sửa chữa thì mình chỉ chỗ cho anh em sửa. Đấy, hiển nhiên là sửa tốn tiền tại vì nó không bảo hành mà. Đấy, còn cái vấn đề mà gắn những cái thiết bị dùng điện nặng vào thì chúng ta gắn thoải mái thôi, tưa nè, chạy thoải mái thôi, thấy không? Đây. Đấy. Và chúng ta đừng nên gắn cái motor quá lớn. Tại vì ví dụ như motor 3 ngựa đi thì cái dòng khởi động của nó, motor 3 ngựa thì nó ăn khoảng 2000 W, nhưng mà khi mà ta cắm vào á là nó ăn hơn 3000. Và nó hơn 3000 lúc đó làm cho inverter này nó bị sụp, nó tắt. Đó, làm như vậy thì nó mình ta cảm thấy inverter nó yếu, nhưng mà không có, cái dòng khởi động của nó cao ha. Ví dụ như motor này đi, ta cắm vô là nó ăn ký 2, nhưng mà nó chạy bình thường chỉ có 600 mấy thôi. Đó thì nó chịu được, còn lớn quá thì nó chịu không nổi, có thể thôi ha, có thể chịu không nổi. Thì còn một vài câu hỏi lặt vặt nữa, ví dụ như mọi người nói bây giờ tôi có tủ lạnh tôi cắm ở đây được không? Đó, tủ lạnh thì không thành vấn đề nha mọi người. Giờ có máy lạnh cắm ở đây được không? Có máy lạnh không thành vấn đề. Đó. Cái máy lạnh thường thường bây giờ máy lạnh mình nghĩ là công suất máy lạnh nó chừng 1500 trở lại thôi. Đó, 1500 trở lại, hoặc là máy lạnh nó ăn điện nhất thì cũng là 1800, 1700 gì đó thì vẫn chạy ok, đâu vấn đề gì. Phải không? Thậm chí cái máy lạnh mà một ngựa của anh em, máy lạnh nhỏ bây giờ mà người ta xài inverter á, là chúng ta có thể dùng hai cái máy lạnh cho con này, đâu có vấn đề gì ha. Cho nên là anh em an tâm phần đó. Đấy. Thôi mình kết thúc video ở đây nha. Đó là sơ lược về những câu hỏi mọi người hay hỏi nhất, thì mình trình bày lại cho anh em để anh em coi để hiểu rõ và đỡ phải hỏi. Đó, để sau này anh em mua hàng tự tin hơn cũng như là nhiều kiến thức hơn, để người ta mua người ta cảm thấy nó an tâm với món hàng mình mua hơn nha. Thôi xin chào anh em, bây giờ mình dọn dẹp để chuẩn bị đón một chuyến pin rất là lớn từ Sài Gòn gửi xuống nè. Thì ngày mai anh em đón xem cái pin mới của mình ha, mình có nhiều loại pin hấp dẫn, giá hấp dẫn, pin tốt mà lại có nhiều cái loại pin nữa. Đấy, thì hãy đón xem kênh và theo dõi những video để biết được những loại pin nào giá đang tốt này kia, đón mua nha. Thôi xin chào anh em, hẹn gặp mọi người ở những cái mặt hàng lần sau.